Ok. My son is âm giờ của mình là âm ay á. Đó mình nối lại nhá. My son is My son is very good boy. Yeah, really. Mình cong cái xíu ở really. Ok, good boy. Really good boy. Yeah, good boy có phải là good boy đúng không? Good là một cái từ mà mình muốn nhấn mạnh đây là good một người tốt boy. hoặc một đứa con trai rất là tốt đúng không? Ok, one more time. My son is a really good boy. Good job. Mình cố gắng mình nhấn mạnh vào những cái từ nhấn mạnh như là really good boy, đúng không? Really good boy. Really good boy. Yeah, thêm cảm xúc vào mình đã khen mà. Trời ơi, con của mình thôi. My son is a really good boy, đúng không? Tự hào lên một chút, thêm một cảm xúc vào nữa. Thì cái phần khi mà phát âm mọi người lưu ý dùm mình là thứ nhất là đầu tiên là từng âm một, thứ hai là ngữ điệu nhá và trọng âm. Thank you bạn rất là nhiều. Rồi bạn tiếp theo nha. Mời bạn Trần Nam ạ. Trần. I'm Trần sorry. Nam. Hello. Hi. Hello. Cô có nghe không? Mình không nhìn thấy hình của bạn ha, để mình có thể quan sát được bạn. Nó ok. Ok, I'm sorry if I was rude before. I'm sorry if I were rude before. Ok, again, again. I'm sorry if I was rude before. Yeah, mọi người. Oh, good job. Bây giờ bạn chú ý lại mình trước từ was. Was. Âm Z của mình nè. Mọi người, was. Bây giờ mình đọc âm Z nha, mọi người cùng nhau luyện tập âm Z nha. Mình lặp lại nào, mình lặp lại theo mình nhá. Mọi người ơi, mọi người cùng làm theo nha. Bật một âm trước nha để cho quen nha. Ok, your turn. Hello. Are you there? Chắc là một bạn khác quá, bạn đi đâu mất rồi? Dạ, vậy thì mời bạn Kim ạ. Annie xem đã share screen được chưa? Annie có thể share phía Annie được không? Thì chủ động hơn. Anh sẽ phải giúp. Dạ, chưa. Chưa được ạ. À? Thế thì lúc nào cần thì ra hiệu nhé, để anh sẽ có thể sẽ làm công tác chuyển slide. Mọi người ơi, có mọi người có câu hỏi gì mọi người comment ở bên dưới ha. Rồi cuối giờ Annie sẽ tổng hợp hết lại, rồi có gì là hôm sau á. Thầy Phan và Annie sẽ cùng giải đáp cho mọi người vào buổi học kế tiếp nhá. Annie share thế được mình... rồi đó em. Annie dạ, có rồi. Hai nick lận mà. Dạ, đúng rồi. Annie là co-host rồi mà. Yeah. À rồi, bây giờ mình sẽ qua share đây. Mọi người đã nhìn thấy màn hình share của Annie chưa? Đây mình sẽ quay lại. Mọi người thấy chưa ạ? Để mình phóng to hơn nha. Mọi người có thấy hơn chưa ạ? Ok, thank you. Mọi người chat ở bên dưới nha. Nếu mà thấy mọi người say yes. Thank you mọi người. Ok, bây giờ mình tiếp tục nhé. Rồi, nãy mình đang dừng lại ở từ was. Cái từ này á, nó sẽ phân biệt với âm were. Mọi người biết là was số ít và số nhiều đúng không? Một cái thì nó sẽ zzz, còn một cái nó chỉ cong lưỡi thôi. Cho nên nó khi mà mình nói á, thấy hơi nhỏ à, để mình phóng to lên có xem là present đây. Đây đây. Rồi mọi người thấy ok chưa? Yes. Is it okay? Okay, thank you. Okay. Rồi, bây giờ mọi người cùng nhau tập lại âm Z này ha. Mình tập lại một âm trước đi. Mọi người nhớ show camera lên để Annie có thể nhìn thấy là mọi người đang cùng tập với Annie nha. Ok, 1, 2, 3, go. Mọi người là chỉ cần lấy cái lưỡi của mình á, để cần cái răng á. Và mình cứ như là một cái con ruồi hay con gì đó, nó đang bay. Ok, one more time. À, mình mời một bạn đi, một bạn cùng luyện tập với mình đi. Dạ, em Kim ạ. Ok, Kim cùng luyện tập nhé. Dạ. Ok, good job. Ok, nào bây giờ Kim sẽ nói vào trong câu nha. Dạ. I'm sorry, I was rude before. Hối lỗi một chút xíu nha. Good job, wow. Kim có một cái giọng rất là truyền cảm ha. Nghe rất là hay luôn á.
Yeah. Kim mà nói là số bảo là trình độ phát âm số 1 là Annie không tin đâu, trình độ phát âm của Kim rất là tốt luôn á, cũng phát huy nha. Ok. Yeah. Next thank one. Rồi, cảm ơn Kim nhiều. Thank you so much. Ok, next one. Mời bạn Vi ạ. Hi Vi. Where? Where are you? I don't see my camera. Okay, now your turn, please. Okay. Please speak the sentence. Okay, now read the sentence. Sentence. Okay. I'm sorry. Right. Next sentence. The next one. My car. My car had to be towed back to the garage. Yeah. Okay, towed. Okay, towed back. Towed back. To the garage. Okay. Okay. Từ nha. Từ đầu tiên của mình là từ back. Back. Mọi người thấy không? Yes. Okay, tập. Mọi người cùng practice. Nha, bây giờ mình đang luyện phát âm mà, cho nên mình phải luyện thôi. Hôm nay sẽ hơi mỏi miệng một chút xíu nha. Your turn. Okay. Mọi người mà đẩy một cái lực ra nhá. Đây là một âm vô thanh, khi mà lúc mọi người nói thì cổ họng của mình sẽ không có rung, nhưng mà mình sẽ có một cái lực đẩy ra. Và bây giờ mọi người cùng nói lại nha. Back. What a good job. Okay, garage. Không phải gara nha. Okay, good job. Thank you so much. Okay, next one. Hello. Who is speaking? Hello, Miss Annie. Hi. Okay, your turn. Can you help me to read this sentence? Mình nói ở câu tiếp theo nha. Next one. You should buy him a present. You should buy him a present. Okay, good job. Wow. Well done. Bạn học đọc âm cuối rất là rõ ràng luôn. Bây giờ mọi người cùng tập lại từ present. Present. Rồi, âm này nó sẽ có một cái âm đôi, tức là đây là pr pr. Present. Yeah. Mọi người nhớ cái âm là mọi người phải bật ra. Bật ra đến độ mà khi mà mọi người có một tờ giấy để trước mặt đó, là nó bay luôn. Ok, your turn. You should buy him a present. Good job. Bây giờ mình muốn, Annie muốn bạn là bạn sẽ tập rõ cái âm. Mình sẽ đi vào cái âm khó này trước nào. Trong từ buy đúng không quên đi? Trong từ present. À, từ ba là từ nhẹ nha. Riêng từ ba là mọi người bờ rừng thường thôi, chứ không có bật rất là mạnh đâu. Không có bật mạnh đâu. Ok. Ok. Mọi người tập trung nha, cùng nhau nha. Ok. Present. Mình có thể âm đuôi nhá. Mình cố gắng mình tập vào âm đuôi nhá. Present. Yes. Mọi người lưu ý là khi mà mình luyện phát âm á, Annie cũng sẽ nói câu này hoài luôn, là mình sẽ cố gắng nói tất cả các âm rõ ra để khi mà mình nói vào một câu bình thường á, khi mà mình nói nhanh lên á, thì nó sẽ vừa nhá. Riêng được tập là mình cố gắng mình nói là mình over một chút xíu cũng không sao đâu. Ok. Good job. Ok, one more time. Ok. The whole sentence. You should buy him a present. Good job. Thank you so much. Your voice is very nice.